Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Đại Lâm Mộc. Hôm nay vẫn là công việc thường ngày của mình cả nhà ơi. Tiếp tục tôi thăm cái luồng bẫy ở trong đây. Hôm nay mời mọi người cùng đồng hành đi thăm bẫy rắn với mình nha. Từ ngoài này mình sẽ quay vào cái đầu tiên cho cả nhà xem luôn. Mới vô tới đây trời bắt đầu chuyển mưa rồi cả nhà. Cái ống gặp quá. Đây. Tới rồi, tới rồi. Nè, nè, thấy cái chỗ này đã hay ghê không? Đặt thử có một cái rồi anh em ơi. Không biết còn có bẫy không? Còn. Có gì không đây? Tối quá. Rồi, nghe hửng rồi cả nhà ơi. Nghe chuột chạy lon ton trong ơi. Còn chuột. Đấy, cái đầu tiên chưa có gì xảy ra nha anh em. Rồi mời mọi người tiếp tục đồng hành hết clip cho mình nhé. Hôm nay trời mát mẻ đi thăm thoải mái lắm anh em. Mưa lâm râm. Nãy giờ dính cũng mấy con rồi mà không có quay. Rắn nhỏ nhỏ không. Cái này cũng ưng ý lắm nè, không biết có gì không này. Ôi, có hàng anh em ơi. Giờ thấy cái đuôi rồi. Thấy cái đuôi rồi anh em ơi. Thôi, ui, vô hàng khủng nữa rồi anh em ơi. Hàng khủng rồi nè, anh em thấy chưa. Thấy gì chưa anh em. Tội bộ con rắn nè em nè. Quá khứ con rắn rồi cả nhà ơi. Ra ngoài. Quá trời con rắn rồi. Ôi còn vịt lúa đợt trước quá khứ rồi ông nội ơi. Trời ơi con rắn nè anh em ơi, mấy đợt này đi thăm toàn hàng khủng không nha anh em. Trời ơi mưa tới luôn rồi. Ôi, tranh thủ bắt ra mưa tới rồi anh em ơi. Quá mưa tới luôn rồi. Mưa tới rồi giờ dính rắn mưa luôn anh em ơi quá trời ơi sao bắt đây cứ ngắt luôn rồi mưa luôn rồi. Quá trời ơi mưa rồi. Lẹ lên. Mưa rồi anh em ơi. Chạy mưa tới rồi anh em ơi. Vừa mới mất tiền nữa đây cả nhà. Vừa chết con rắn vừa tốn một con chuột. Rồi bây giờ phải chăm thêm một con chuột nữa. Anh em thấy khổ không. Mấy người đâu phải dễ ăn đâu anh em. Con rắn nó vô rồi mà chưa chắc ta ăn được. Anh em thấy chết con rắn con vành kia không? Nó nằm bít cái lồng luôn, từ đây qua tới bên đây nè, nằm giáp cái lồng luôn. Giáp lồng chứ không phải bít lồng nha anh em. Con này chắc một cái nửa ký, dáng con ngựa thì nó dài, dán kẹt đầu chết. Nửa ký 6 lạng là mình bị hoài luôn á. Rồi, để mình lôi nó ra anh em ơi. Tiếc quá. Hồi nãy giờ trời ông mưa gió rồi. Đi về nhà bây giờ mới vô thăm tiếp nè cả nhà ơi. Về nhà ăn chập cơm rồi, vô thăm tiếp chập thứ hai. Ở trong đây mình có một cái nè cả nhà. Nãy giờ vô thăm mấy cái toàn là chết rắn chết chuột không. Mưa quá nước nó ngập hết cả nhà. Ơi. Vô hàng khủng rồi cả nhà ơi. Trời ơi. Anh em ơi. Cái gì đâu mà nó phùng từ lưa hết trên cái tờ như này anh em ơi. Nó vô nè, nó ỉa một đống mà anh em thấy không? Nó ỉa cứt nè anh em thấy không? À. Mới vô nhìn thấy cái bãi cứt là biết có hàng rồi. Trời ơi nó ỉa một đống nè. Anh em thấy rõ ràng chưa? Này. Nó quay cho anh em coi để anh em nói mình
bỏ rắn rồi nha anh em nè, cứt nó nè, nè thấy chưa, một đống cứt nè đó, nỉa mà nó khô luôn nè anh em thấy chưa, để anh em nó mình bỏ vô nha. Không có rảnh đâu nha anh em, đây nè, trời ơi trời ơi, nó nằm bít chịch cái lồng luôn rồi anh em ơi. Bây giờ có nước có tiền, sáng giờ hả mắc mưa mà vô được một cặp rồi đó anh em. Cái con kia hồi nãy mình đem đi nhà mình cân được 2,6 kg, con này còn khủng hơn con kia nữa anh em ơi. Trời ơi, đem cho này cho anh em xem, quá trời, dòng phải trống, dòng phải trống anh em ơi. Trời ơi anh em ơi, đây nè, trời ơi, vừa mới vô thấy nó ỉa một cục ở ngoài. Tàn ơi anh em ơi, anh em ơi, quá khứ rồi. Ơi vịt lúa nữa, trời ơi nó khè kìa, vô rồi anh em ơi. Bữa nay là đúng ngày anh chạy luôn, con này nó vô lâu rồi, nó ăn chuột mà nó ỉa ra luôn nè, ỉa ra lông không nè. Trời ơi, nó ăn nó ỉa rồi nó lột luôn. Này vô chơi chở vài bữa nó dám nó đẻ luôn lắm á. Trời ơi anh em ơi, lịch sử nghe. Khoảng 2 năm mấy 3 năm rồi mới vô được con mới lớn đó anh em. Hồi lúc trước có một con thì mình bắt ở trên Sài Gòn đi chung với Mr. Khang đó, mình đặt trong cái khu trường Bắc Long Bình đó, thì được một con 3,2 kg. Con này chắc cũng xem con đó đó anh em ơi, tại vì cái lồng mà anh em nhìn là cái lồng của mình là cái lồng 70 đó, cái lồng 70 rất là dài, nhưng mà tại vì cái máy của mình quay mình để một cái chế độ này nó hơi mo màn hình cho nên là anh em thấy cái bẫy nó hơi ngắn. Trời ơi, cái con kia hồi nãy trời ông đang mưa cho nên là mình không có review kỹ cho anh em xem được, nó còn con này mình quay cho anh em xem nó đã nha. Quá khứ rồi, con kia 2,6 kg nha anh em. Hồi nãy đi trời mưa chạy về nhà xong rồi mình để nó ở nhà luôn rồi. Con kia thì hồi nãy nó mà chạy chỗ hết trơn, còn con này là rất là đẹp luôn nha, con này là không có chạy không có cái gì luôn á. Con kia thì nó vô cái bẫy hơi nhỏ nên là chạy rồi, bắt ra anh em ơi, để mình bắt rồi mình review cận cảnh cho anh em xem nó mới đã. Đây nè anh em, anh em thấy gì chưa, hàng khủng nha, nè phải đơn giản đâu, chờ lại chứ mưa nữa rồi, cứ bắt được một con là bắt đầu chuẩn bị bắt ra là ông mưa. Chứ ngắt luôn rồi anh em ơi, trời ơi vô đây mà nó lột trong đây luôn nè cả nhà, giờ không biết cách nào mình bắt nó ra luôn á, tay cứ ngắt luôn rồi. Nó là phải có đeo cái cày kéo thôi chứ phải cắt cái hôm luôn á. Trời nó ém, ém không nhúc nhích được luôn. Quá trời anh em ơi, cứ ngắt luôn mà sao bắt đây. Yêu cầu cho cái đầu nó ra được cái là nó lòn cái liền hả, mà nó giấu cái đầu không à. Anh em thông cảm nha, bắt hơi lâu một chút tại vì nó vô cứ ngắt luôn rồi anh em ơi, giờ phải chọt cho cái đầu nó ra mới được. Đó. Ra từ từ đó, hay quá,
Hay quá, hay quá. Cẩn thận để nó chạy cái là mất giá trị nha anh em. Hay quá, hay quá. Đó, ui. Cẩn thận nghe, con này nó táp kinh khủng nha anh em. Trời ơi, nó khè kìa. Ôi ơi. Trời ơi. Bữa nay được một cặp rồi đó anh em ơi. Còn tới 20 cái nữa đặng. Nó có ngày nha anh em. Hôm nay là đi thăm gần 2 tháng trời luôn, không có con nào được mà tôi khuyên nó mà chịu chạy, cái nó chạy 2 đợt liên tiếp luôn. Đợt trước cũng được 1 con, đợt này được 2 con. Rắn này là tới ngày tới giờ nó mới chạy anh em ơi, chứ không phải đơn giản đâu. Trời ơi. Con này mà nó táp một cái chứ. Gãy sắc mũi quá. Phải đơn giản nha anh em. Trời ơi. Cái tay của mình anh em nhìn thấy không? Trời ơi nhìn nè. Nó phải bằng 1,5. Ui. Ui. Nhìn cho đã đi nha anh em. Cho đã đi kìa. Quá đẹp luôn. Mập. Da mướt mượt. Vừa mới lột xong quá đẹp luôn anh em ơi. Rồi cho vô tiếp tục. Đây tới chiều kiếm con nữa thôi. Vô. Ừ, phải hồi nãy mà cái con kia mình đừng có bỏ ở nhà, mình để 2 con chung vô một cái ha. Đẩy cái túi lưới này luôn á. Trời ơi. Một vài năm mới làm được con vậy chứ không phải đơn giản đâu nha. Phải dễ ăn thôi nha anh em. Anh em nhìn là bao lúa mà chuột nó mà ăn mà cái điều mà nửa cái lòng luôn nè. Sướng sướng. Trời ơi, cảm giác nó sướng. Dây không ta. Rồi cột lại. Lên đường anh em ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi, rung hết trơn anh em. Lâu lâu mà vô được con bự bự á. Nó mừng. Quá trời xuống rồi. Trời. Anh em chia sẻ niềm vui với mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Trời ơi. Ai muốn may mắn thì nhớ vô bình luận xin vía nha anh em. Con này phải trên 3 kg. Kéo lại. Lên đường anh em ơi. Đây vô cái tiếp theo nha anh em. Ở dưới đó có một cái đó, đang may mắn cho nên là bắt cái kia xong rồi tới cái tiếp theo mình mở thì mình quay cho anh em xem luôn. Đang hên nha anh em. Vui hàng nghe nghe. Trời ơi. Anh em ơi, thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Anh em đã thấy cái gì chưa? Đây. Trời ơi, con hổ hành nè ông nội ơi. Lâu lắm rồi nha. Lâu dữ lắm rồi mới có được con hổ hành nha anh em. Anh em thấy gì chưa? Trời ơi. Con này cả ký lô á. Thời tới cản không nổi anh em ơi. Thời tới cản đâu có nổi. Thấy gì chưa? Đây, đây. Bật ra, bật ra. Rồi, bắt nó ra cả nhà ơi. Trời ơi. Thời tới cản đâu có nổi anh em ơi. Nè, ra đây, lẹ đi cưng, ra đây cưng, ra đây cưng. Trời ơi, ơi. Quá mạnh, con này quá mạnh rồi. Ôi da, thần ơi. Nó quất cái bông bở mặt luôn anh em. Trời ơi. Thịt chưa lắm nha anh em, hổ hành này nó nặng lắm nha. Ừ.
con này chắc cũng cỡ gần ký anh em ơi. Bữa nay là đúng là một ngày may mắn của mình luôn á. Đi thăm bãi rắn này nó gì đó anh em, ngày nào mà nó mà chịu dính rồi nó dính dữ lắm. Còn ngày nào nó mà không dính rồi hả? Lội giạt chân luôn, giờ không đủ sạch sớt nữa. Ôi, nó quấn. Rồi cho vô tôi lưới tiếp tục anh em ơi. Đang cái giờ hơn này phải tranh thủ đi thăm mới được. Rồi, lên đường với anh em rồi, mọi người đồng hành tiếp tục với mình nha. Qua cái suối này là như là qua một cái kiếp nạn đó nè. Chịt một cái là lúc đầu liền đó. Em thấy cái suối nước trong xe đã ghê á. Giờ đang hên này. Giờ mở lên trong kia có một cái, vô trong kia quay luôn nha cả nhà. Mọi người đồng hành với mình. Trời đang mưa anh em ơi, lâm râm. Mưa mà lớn quá là lại chạy nữa. Để nó ướt máy quay điện thoại được hết. Đang hên, vô khui cái này luôn. Quay từ ngoài quay vô cho anh em bẻ tặc xem luôn rồi nha. Anh em mà thấy chỗ này quen nhớ tha dùm nha anh em. Bây giờ còn có mấy chục cái à. Đây. Đang hên nha. Vô khu da bít lòng cái nữa bật ngửa luôn anh em. Cái thới này cũng ác chiến lắm. Không biết sao đây. Rồi. Thấy con chuột rồi anh em ơi. Thấy bài chuột rồi. Đây. Chuột u nu rồi. Còn lúa luôn. Rồi ở đây đi. Đặt sao vô thử qua. Sao vô phải chăm lúa thêm. Hồi nãy giờ qua cái giờ linh rồi anh em ơi. Thăm mấy cái mà chết quá không. Anh em thấy mấy cái quả đồi này không? Da rắn nó lột, da nào da nấy khủng không? Mà hôm nay đặt này chưa có con nào hết. Còn một cái cuối cùng của cái luồng này. Bây giờ mở lên quay cho anh em xem luôn. Cái cuối cùng nha anh em. Đang chuyện mưa quá trời. Đấy, trong này có một cái nè. Hy vọng cái cuối làm được con nữa nha. Bữa nay dính ít mà dính con đáng con cả nha. Đây. Có gì không? Ồ chết chuột luôn anh em ơi. Rồi, cái cuối cùng chết chuột. Nằm ngay đơ rồi. Rồi cả nhà ơi. Hôm nay là mình xong một luồng bên đây rồi đó. Kết thúc một ngày. Rồi giờ chào tất cả mọi người luôn nha. Để mình vô chuột cái chuẩn bị lên đường đi về. Ở nhà nhìn trời chứ mưa kìa. Mịt mù hết trơn rồi. Chắc chắn là mất mưa đó. Rồi cả nhà xem nếu mà thấy thích cái bộ môn này thì nhớ like và đăng ký kênh nha. Anh em nào có ý kiến gì thì cứ để lại dưới bình luận ở dưới. Buồn mình lên mình xem bình luận của anh em cũng vui lắm. Đọc từng bình luận mình sẽ trả lời hết bình luận cho anh em. Rồi chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe.